Chào tất cả các bạn, mình là Xuân Đức và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn biết một mẫu đàn cũng rất là lâu rồi và bây giờ thì mới xuất hiện lại ở hệ thống nhạc cụ Key Music, đó chính là cây đàn Epiphone. Như các bạn biết thì có cây DR100 thì nó cũng rất là hot rồi, nhưng mà bây giờ thì có dáng khuyết, bây giờ DR100 thì là dáng đầy. Đây là cây, chính là cây AZ100 được hệ thống nhạc cụ Key Music phân phối toàn quốc. Mặt tốt của cây đàn thì được làm bằng gỗ thông laminate, các bạn có thể nhìn thấy. Trên đây thì nó có dán tem mác thông số của nó. Mặt sau thì được làm bằng gỗ mahogany. Eo lưng cũng thế. Khóa của cây đàn là khóa đúc inox. Ok, và bây giờ mình sẽ thử âm thanh của nó. Âm thanh tỉa và âm thanh quạt chải của nó nhé. Action của cây đàn thì cũng rất là thấp so với những cây đàn mà tầm tiền của nó ấy, thì mình thấy là dường như là không có cây nào về cái độ âm thanh, về độ dày cũng như tiếng vang nó không cộng hưởng giống như dòng của Epiphone này. Mình thu bằng điện thoại và âm thanh hoàn toàn là âm thanh mộc nhé. Trong một đoạn của bài, cái đoạn điệp khúc của bài Một Bước Yêu Và Giảm Đau rất hay. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau, chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh. Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau, trời như muốn khóc ngày mình mất nhau. Có bao nhiêu đôi ngôn tình cớ sao lìa xa mình ta. Mình sẽ tỉa một đoạn hòa thanh cho các bạn cùng nghe, một vòng hòa thanh cơ bản thôi. Và các tiết tấu quạt của nó nhé. Khi mà quạt những cái điệu ballad cơ bản. Hôm nay thì được bảo hành trong vòng 3 năm, một đổi một trong vòng 7 ngày nếu có bất kỳ lỗi gì của nhà sản xuất. Và gì nhỉ, được tặng kèm full phụ kiện gồm có bao da này, một cái kèm capo này, lục chỉnh cần và pick gẩy. Nếu các bạn ở xa thì có thể inbox cho shop và để shop ship hàng, giao hàng tận nơi cho các bạn. Các bạn nhận hàng được phép kiểm tra hàng trước, sau đó các bạn phải thanh toán. Cảm ơn các bạn rất nhiều.